Chào mừng các bạn đến với T-Gaming Roblox. Bạn đang sở hữu ác cùi, bạn đang không có Robux, muốn có Robux siêu rẻ và miễn phí? Đừng lo, hãy tìm tới T-Gaming Roblox, nơi các bạn sẽ có ác mắc level, có Kitsune, Mochi V2, Leopard và có rất là nhiều trái ác quỷ khác. Hơn những thế còn có cả những cái võ tư cuối bác cho đến siêu mạnh các bạn nha. Đấy, còn nữa đó là chúng ta sẽ có những vũ khí song kiếm, tam kiếm, hay là sao guitar, hay là Zoru, vân vân và mây. Tất cả những dịch vụ liên quan đến Blackfloyd hay là Roblox, hãy tìm tới T-Gaming Roblox. Các bạn hãy tới phần bình luận của video để biết thêm chi tiết nha. Thôi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu video thôi nào. Hello mọi người, lại là mình đây, là lúc đây thì ngày mai chúng ta lại quay trở lại Roblox. Đó thì hiện tại mình đang có mặt ở trong tựa game rất là mới. Tựa game này có tên đó là Cat Office Simulator. Đây khá là ngày nay mình có mặt ở đây để trở thành một thợ câu cá pro nhất ở trong đây các bạn nha. Nói chung là ngày hôm nay là Robux có không quan trọng, miễn là bây giờ là được bật like là được. Đừng quên rằng là comment những cái thử thách, những yêu cầu đặt ở phía dưới nha. Đấy, nói chung là bạn nào gọi là muốn đặt ra cho mình thử thách gì cứ comment phía dưới, chắc chắn là mình sẽ thực hiện nó. Còn bây giờ thì đây, để mình sẽ bắt đầu cái cuộc hành trình ngày hôm nay bạn ơi. Đấy thì nói chung là để trở thành một thợ câu cá chúng ta sẽ phải tập luyện. Ok, úi xổi. Đấy, đơn giản thôi bạn. Tập luyện này thôi. Đấy, hồ câu nhân tạo bạn. Cái gì đây? Chưa gì bắt mua cái gì đây? Không. Ai, nói chung là để trở thành một thợ câu cá là chúng ta cứ ấy thế này thôi. Đấy, cứ thế này đâu bạn ơi. Đấy, cố gắng là chúng ta sẽ tập luyện sao cho khỏe mạnh nhất. Đấy, điêu luyện nhất để chúng ta câu được con cá to nhất các bạn ơi, đắt giá nhất là được, đúng không? Ai, thì mình sẽ cứ như thế này thôi bạn ơi. Đấy, đơn giản bạn ơi. Xong. Đấy, bây giờ là chúng ta sẽ bắt đầu hình như là có được 100 hơn 100 nhận quà lại. Đấy thì chúng ta sẽ đây, sức mạnh chúng ta sẽ ra đây để chúng ta bắt đầu câu các bạn nha. Đợi cá. Đấy, bắt đầu câu rồi. Hồ câu này các bạn, câu dễ bạn ơi. Đấy, chúng ta. Ui giời, một con cá chép các bạn ạ. Ui giời, câu được một con cá chép. Này, ui giời, con dài này, ông câu của mình luôn ạ. Này, nó có hồ câu gọi là riêng tư không? Này, nếu tôi mất vé nên ui giời, lại thêm cá chép nữa này. Thôi được rồi. Thế rồi. Ui, ở đây có cửa hàng cần câu này. My god, 200 cái này chúng ta. Rồi được rồi, ok, 200 này, 200. Nó vẫn bắt mình câu thêm lần nữa à. Câu lắm dữ vậy. Rồi ok bạn ơi, mình sẽ gọi là cứ câu thêm một lần này nữa đây. Sau đó chúng ta sẽ đi, chắc là đi mở pet bạn. Ui xùi, được con cá cơ bản là cá gì? Cá cơ bản là cá gì? Như đây, đi qua đây chúng ta sẽ đi mở pet à. Ok bạn, đây này, chúng ta sẽ, ui cái gì đây? Nhiệm vụ mở trứng thú cưng đầu tiên. Ok, ai cũng biết mà. Đây, mình sẽ mở bạn ơi. Chúng ta, úi xùi, ui, quả mở trứng này là như kiểu đi trang trại pet nhở. Đâu, sao nào? Một con lợn bạn ơi. Ok, một con lợn, béo như lợn luôn. Ok, cái này tăng cho mình cái gì đây? Sát thương mỗi lần nhấp. À, cái này tăng sức mạnh các bạn ơi. Rồi, ok, bây giờ là bắt ba con cá trong ao à. Ui giời, ui. Tôi, ui, bây giờ hồ mạnh hơn bạn ơi. Hồ gọi là xịn hơn đấy. Đâu, sao nào? Ui, không ăn thua rồi. Hồ này có vẻ cá to ấy, đâm ra là mình sẽ không gọi là bắt được nó. Rồi được rồi, mình sẽ phải tập luyện bạn ơi. Đấy, mình sẽ phải tập luyện lên. Đấy, úi trời, có cần sắt các bạn ơi. 1500 chúng ta sẽ được cần vàng. Rồi được rồi, cứ câu đây. Câu đây bạn ạ. Mình sẽ gọi là cứ gọi là cho cái này nó. Đấy, úi trời ơi, game này bật liên hoàn kích lên như chúng ta phá đảo thế giới luôn. À, 1500 cho chúng ta cần gọi là tiếp theo đây. Nên khẩn trương lên. Rồi ok, chúng ta sẽ có cần mới rồi đúng không? À, đi qua đây. 1500 mà chúng ta có cần sắt. Đấy, thôi đây cần vàng đây. Đấy, xoài cần vàng đi câu luôn bạn ơi. Nào, úi giời cái gì đây? Toán đứa gạ gẫm đi mua bán rồi bạn ơi. Nào. Rồi chúng ta sẽ gọi là đi câu đâu thế nào? Ui giời, chúng ta sẽ kéo được con cá gì đây? Ui giời, cá chép các bạn ơi. À, nó bắt được con cá chép, rõ ràng cái hồ này nó phải xịn hơn chứ nhỉ. Ba con cá chép các chủng này làm ăn cái gì bạn ơi. Tiếp theo, cá bong bóng à. Lần đầu nghe tên cá bong bóng các bạn. À đây, mình sẽ câu tiếp bạn ơi. Lần đầu nghe cá, ui trời sao ném cái, ui trời. Thôi được rồi, câu được 3 con bạn ơi, không ăn thua lắm. Ủa, chúng ta có gì? À, cái này là cái ấy các bạn ơi. Rồi, complete rồi, chúng ta lại nhiệm vụ tiếp theo là cái gì đây? Mở thêm 3 quả trứng, ok. Mở bắt quả trứng đi mở. Nào, chúng ta sẽ mở tiếp nào. Cái này mở hơi mất thời gian nha. Cái này chắc chắn là admin muốn bán cho người chơi cái mở trứng nhanh. Chắc chắn luôn mà, chắc chắn luôn. À ok bạn ơi, đây, mở em nút cái này bạn ơi. Nào, chúng ta được con gì tiếp đây? Ui giời, vẫn còn lên thá lên thiền bạn ơi. Trang bị tốt nhất rồi. Đấy, chúng ta cứ trang bị tốt nhất rồi nha. Ok, đâu nhỉ, trang bị tốt nhất rồi. Rồi. Đấy, bây giờ là mình sẽ bắt hai con cá trong ao bọc thép à. Ui, có cả ao bọc thép đây à. Oh my god, ao này thì chúng ta đòi hỏi là cần 10.000 sức mạnh cần câu à.
sức mạnh để câu cá. Thôi được rồi, thế thì cứ tập luyện cái đã nhờ. Tập luyện cái đã các bạn ạ, xong rồi chúng ta thính tiếp. Đấy, yên tâm đi, mình sẽ gọi là tập luyện cái đã. Úi dồi ôi đây, mình sẽ gọi là đi câu mấy này. Úi dồi đấy, lên 4.000 ngay các bạn ơi. Ui cái gì đây, cái này cái gì đây, nâng cấp sức mạnh à. Ui skip à, rồi nâng cấp lên. Ồ đấy, nâng cấp cái này bạn giống như kiểu tiến hóa, bạn này tăng tiến ấy. Em cái này cho chúng ta một vật phẩm tăng sát thương này trong thời gian này. Ui sợ này, nhanh không các bạn ơi. À như 2.000 mấy luôn bạn ạ. Ui đấy, 8.000 để chúng ta nâng cấp cái cần câu tiếp theo nha. Ui sợ nhanh thế nhở. Rồi rồi rồi, cần câu kim cương, cần câu ngọc lục bảo cần 30.000. Ok đơn giản mà. Giảm mai mấy cái cần câu này như tuổi gì bạn này, có auto không? Auto à? Đấy, auto hơi chậm mà, auto hơi chậm. Rồi cái này còn bên này là chúng ta sẽ gọi là mở mấy cái hào quang à, ok ánh hào quang. Đâu rồi bên này là cái gì đây? Cái này ui skin à, ui rồi ui 40% may mắn này. Skin các bạn đây, tôi không có nhu cầu gọi là sơn người tăng đam nhá. Đấy, tôi là thợ câu cá chứ không phải là free fire đâu. À ok các bạn ơi, mình sẽ gọi là 20.000 đúng không? Ui 10.000 chúng ta câu được đây à? Nào. Câu đi. Chúng ta câu gì mà toàn thả gần bờ ấy, làm ăn cái gì không biết nữa. Rồi một con cá thì cá bong bóng, lại cá bong bóng các bạn ơi. Rồi tiếp tục tiếp tục. Tiếp tục xem là chúng ta sẽ được con cá này không. Ôi, câu được cá mập đi, nhanh lên. Ui ngôi sao vàng, ui 0.5% thôi đấy bạn. Ngôi sao vàng chỉ có 0.5% thôi, cái này không biết để làm gì các bạn ơi. Ui, sao vàng là xịn lắm đấy. Rồi ok bạn ơi. Ui rồi, cá bong bóng à. Ok. À, chúng ta sẽ câu 5 ở đây bạn ơi, thời gian câu. Úi giời, cái này auto được nha, cái này auto được nha. Được không? Mình sẽ câu thêm một lần nữa, lại cá bong bóng bạn này 20 ấy các bạn. À, chắc là xong con cá này là mình sẽ đi mở một quả trứng gọi là 50 cái chiến thắng bạn ơi. Đấy, đơn vị tiền tệ trong này là cái cúc các bạn. Thế nên là mình sẽ được rồi. Đi. Chúng ta gọi là vừa mở được cái một cái vật phẩm gì đó mà chúng ta gọi là đây này, chiến thắng này. Ui free luôn. Ô oh, cho free luôn. À bây giờ chúng ta sẽ cái gì đây? Lại mở thêm ba quả trứng đi. Lắm nhiệm vụ thật đấy chứ. Nào nhanh khẩn trương đây, mình sẽ gọi là đòi được con heo bạn ơi. Đâu xem nào, được con gì nữa đây, được con gì nữa đây. Ui rồi lại đi, lại được con mèo bạn ơi. Rồi được rồi, trang bị thêm có con heo bạn ạ. À. Con heo nó xịn hơn, con heo nó xịn hơn một tí. Đấy, bên này là cần đâu xem nào, 50.000 à. Bên này bên gọi là cơ bắp các bạn ơi. Ui 50.000 các bạn ạ. À. Thôi được rồi, tập luyện cái đã. Bây giờ chúng ta phải tập luyện cái đã xong rồi mình mới ấy được các bạn. Rồi 30.000 để chúng ta nâng cấp cái cần câu đi ngọc lục bảo chứ vậy ít ỏi gì đâu. Đâm ra là đây, mình sẽ nhanh chóng khẩn trương lên bạn ạ. Nâng cấp cái này cần bao nhiêu? Ủa, nâng cấp cái này cần 1.000.000 bạn ạ. Cần bao giờ đến 1.000.000 sức mạnh thì chúng ta mới nâng cấp được cái gọi là cần câu đấy. À cái gọi tiến hóa đấy các bạn ạ. Rồi ok, cần câu ngọc lục bảo. Úi giời, nhanh khác nghe hoàn toàn luôn đấy. 50.000 để chúng ta qua bên kia đúng không? Ui, này đến giờ mình còn chưa mua tí nào luôn đấy, chưa mua tí nào luôn. À, bây giờ chúng ta sẽ mua gì ta? Ui, mua mấy cái thuốc chiến thắng này. Mua mấy cái thuốc này tôi nghĩ là ngon bổ rẻ bạn ơi. Chỉ có 30 phút thôi nhưng mà chúng ta có thể là gọi là chơi là thoải mái game để phát đảo thế giới này thôi. Đấy, sát thương này. Ok, bạn là thuốc may mắn, thuốc cưng à? Không nhu cầu. Nhá, không có nhu cầu luôn. À, nếu cái này là gì đây? 7 phút đã, thôi được rồi, mua thêm cái này đi. Tăng sát thương nữa là xong. Đấy, quá đơn giản các bạn ơi. Đấy. Rồi, chúng ta sẽ gọi là dùng cái vật phẩm này vô bạn này. Đấy. Ủa, vừa lấy được cái này à? Ui, ngôi sao vàng. Ui, một sức mạnh nhất. Ồ, cái này kéo dài 5 phút. Ồ, ngôi sao hy vọng à? Đấy, như vừa nãy chắc là ngôi sao bạn có cái này. Ui, biết thế vừa lại tôi mua cái này. À, nhưng cái này rẻ hơn 299 này. Ui, gói gọi là sân khấu rừng không là cái gì? À, như đây, để mình mua bạn đây. Đấy, chúng ta sẽ được cái này. Úi dồi, ôi đấy. Xịn xò luôn bạn, xịn cho con bò. Đâu được con pet này, 280%. Tính ra con pet này bình thường bạn này nó cũng lỏ thôi. Ai thật chẳng nào con gì đây. Ui cái này là cái gì đây? Có cả khe cắn trang thiết bị cơ à. Oh my god, cái game này có vẻ nhiều thứ. Ui có thú rồng luôn à. Còn cưỡi cả rồng đi câu cá luôn. Ảo thật đấy mày. Còn cái này là cái gì đây? Nhiều cái hay phết bạn ơi. Rồi, trời ơi, 1.000 gọi lấy các bạn ơi. Úi dồi, 1.000 mỗi giây này. Ok, được rồi. Nào, bây giờ ra đây câu cá đi. Ra đây chỗ xa xa một tí nha. Chưa ai câu đây luôn. Nào, câu đi. Chúng ta sẽ câu lên mấy cái ấy các bạn ơi. Nào, kho báu. Úi dồi ôi, đá quý, ngôi sao bí ẩn này. Ngôi sao bí ẩn để làm gì nhở? Chưa hiểu lắm bạn ơi. Câu ra một đống đá quý luôn. Nào, câu tiếp.
Úi dồi ôi, cá hồi. Đúng là cá hồi, cá của là cùi bắp nhất ở đây các bạn ạ. À. 70% ra cá hồi. Nào nào nào, cô tiếp, cô tiếp, cô tiếp. Úi giời, lại cá hồi bạn ơi, lại cá hồi. Nên 200 chiến thắng rồi. Đâu, 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 yên tâm. Gì đây? Úi dồi, lại cá hồi, lắm cá hồi chứ vậy. 500 chiến thắng rồi. 1000 chiến thắng chúng ta có thể qua bên kia. Thử nha, mình sẽ gọi là mua thêm cái, có game pass không? Ngôi sao này, ờ game pass này rồi. X2 win. Đấy, mua mấy cái ngôi sao cho nhanh các bạn ơi. À, nó đỡ mất thời gian. Đấy, ok. Thôi thế thôi. Ui, dòng này bao nhiêu đây? 1900 mà. Rồi, như mấy con này nó bán cái gì đi. À, sao nào? Ui, nhận này. Đó, một đúng thuốc may mắn luôn nè. Mày biết thế vừa lấy tôi cũng không có nên mua. À, cô tiếp. Cầu tiếp các bạn này. Đấy, cầu lên là gọi là 1000 cái cúp chiến thắng là mình có thể là qua được bên kia. Đó. Ui trời, lại cá hồi bạn ơi. Mỗi lần được đâu đó khoảng 150 đúng không? Đấy, 50 là 150 mà đâu. Đây 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 đây, 50 đúng không? Đấy, lên được 150 này. Ok. Ui cá mà như con này là butterfly à, con này. Đây 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 đây, thêm lần nữa này. Ui giời, lại cá hồi bạn. Thôi được rồi. Thế rồi bạn ơi, mình đủ tiền để qua bên kia rồi. Đấy. Sao bí bẩn cái gì đây? Thôi được rồi, mình sẽ được qua bên này đúng không? Ồ, màn chơi đã làm tốt lắm, hãy đi qua đi. Ồ, được qua rồi các bạn ơi. Như rồi chúng ta có thể nâng cấp gọi là cần câu gậy sa mạc. Ồ, mày có nhiệm vụ ngôi sao bí ẩn. Chưa hiểu là ngôi sao bí ẩn để làm gì luôn. Chưa hiểu ngôi sao bí ẩn để làm gì luôn các bạn ơi. Rồi được rồi. Bên này chúng ta sẽ tập luyện nhé. Mình thấy không sao cả. Tầm này cứ bình tĩnh. Đấy, để mình gọi là câu nhiều cá tí nhá. Sao nào? Cái này là chúng ta cần cái cần câu tiếp theo là cần bao nhiêu tiền nhỉ? Ui, 350.000 à? Thôi được rồi. Đủ đấy. Ờ, bên này là cần có 6, đâu 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 nhỉ? 200.000. Ui, đồng 62.000 cần thiết. Ui, mình có câu được cái này luôn này. Ui, tính ra là cần có 62.000 đồng. Ui, chui xuống nước câu luôn. Ui, ở đây là câu theo kiểu câu cá cha. Chui xuống nó bơi luôn. 200 bạn ơi, 200 chiến thắng luôn. Ui, xin thật sự. Nào nào nào, khẩn cho lên, khẩn cho lên. Đấy, nó còn phải đợi cá bạn ơi, cá gì đây? Cá gì đây? Ui, cá nhỏ bạn ơi, thôi từ từ nha. Đi ra đây để núp vào. Ui, lại gói mới bạn. Lại gói mới bạn. Úi xôi ôi. Ui sao bị ẩn thỏ phép thuật không? Không 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 cần bạn ơi. Tôi không có cần. Đây, để mình ra đây mở pet ở đây bạn ơi. Pet này, đây đây đây, bên này bạn ơi, trứng sa mạc cần 2500. Ui ôi. Ở đây có mỗi quả trứng này thôi à? Oh, quả trứng khác à? Nữa thôi được rồi. Đây. Mình sẽ lên đấy 300 là chúng ta qua bên kia 312 thôi. Chỉ cần 312 thôi là chúng ta thử nhá, ông tôi truyền nó tôi mua thêm cái game pass là X2 Power Perfishing này. Thế là nó VIP qua đây. Đấy. Wow. Chưa được chưa? Ui, câu một lúc 3 con cá luôn ạ. Ui, đâu đâu đâu. 3 mồi đánh gọi là một lúc luôn à. Ui có cả câu một lúc 3 cái các bạn. Ui dồi ôi. Đẳng cấp thế. Ui rồi ok. Được chưa? Đấy, đấy nút vào gọi là lên được 300.000 đấy, nút xe đạp kia câu một lúc 4 con cá bạn. Tính cả mỗi câu cơ bản là 4 con đấy. Rồi được kìa, được kìa, được ok 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 ok. Đấy. Chúng ta đến gọi là cái gì đây? Tự nhiên nâng cấp cần câu Azetech cái gì đây? Ao ông cao bồi. Ok, ao ông cao bồi. Câu đi. Nhanh khẩn trương lên. Để chúng ta gọi là sở hữu một lúc 3 con cá. Ui, nó hơi nặng một tí thôi nhưng mà được cái là nhiều tiền các bạn ơi. Chắc chắn là như thế rồi. Đây, vậy chúng ta sẽ 3 con cá này. Ui dồi ôi, 3 con cá xanh, 3 con cá mập xanh. Cái nhỏ, xôi, được lõi chứ. Đấy, nó câu quả một lúc 3 con cá luôn các bạn. Lần đầu tiên tôi thấy quả cần câu chí là đây là 4 nha. Mình mua rồi, đấy, mặc định là một cái là một mắc câu đây là 4 luôn. Ui dồi ôi, cá gọi là cá vàng bơi trong chảo mỡ. Từ. Thế thì mình sẽ mua thêm nha. X2 Fishing Lucky à. Ui. Không không không, X2 cái này tính là câu lua này hết rồi bạn. Chỉ câu được một lúc 3 con nó không câu được hơn. Ôi giời, cứ tưởng câu được hơn thì nó đẳng cấp hơn các bạn ơi. Thôi được rồi. Mình lại này thế thôi, câu thế thôi, không có ham hối gì nhiều. Đây, bây giờ chúng ta sẽ ra đây nâng cấp. Đấy. Chúng ta sẽ nâng cấp cái này lên để cho nó sức mạnh lên nhện này, nhện này. Cái con pet này để cho mình tăng cái khả năng sức mạnh lên. Đấy. Úi giời ơi. Cứ mở đi các bạn ơi, mở đi, không một tí chúng ta sẽ xem con gì. Sao lại được chưa 14.000 rồi. Ờ cái này có 2.500 rồi bạn ơi, con này rẻ bạn ơi, có 2.500. Nào. Ui giời ơi, toàn con lều tiểu thôi. Vào xem mình tốt nhất vào. Đấy, vào xem nào, bây giờ được bao nhiêu đây? 3.700 bạn, 750.000 chúng ta mới được qua kia. Đùa. Chứ 3 triệu chúng ta, đầu 1 triệu mấy là chúng ta cái gì ấy, hồ cao bồi tá 1 triệu rưỡi. Ok, 1 triệu rưỡi thì 1 triệu rưỡi.
chúng ta sẽ có thể nâng cấp cái này. Ui, skip được power này. Mày quát bỏ qua luôn này. Thế này thì bỏ qua luôn đấy bạn. Tội gì đúng không? Rồi, chúng ta sẽ không mất sức mạnh đúng không? Chúng ta có mất sức mạnh không ấy? Nếu không mất sức mạnh các bạn ơi. Ui, được luôn bạn ơi. Bỏ qua này đi. Đấy, nãy giờ mới tiêu có hết có 3.000 Robux rồi mà chúng ta quá trời là sức mạnh luôn. Úi dồi đấy. Hào nào, gậy cổ này. 41.000 mỗi lần click thì bạn thấy rồi đấy. Như là tiếp tục khẩn trước lên. Đây là chúng ta gọi là câu cái hồ xịn nhất luôn bạn ơi, 3 triệu đúng không? 3 triệu nhanh không nghe đây. Để mình gọi là câu là cái hồ xịn nhất luôn bạn ơi, 3 triệu 7 đúng không? Ui sợ đơn giản. Ui cần câu này cũng xịn bạn ơi. Nào, mình có đi nâng cấp cần câu ra. Cần câu tiếp theo cần 1 triệu 9 này. Đây, qua bên này nâng cấp cần câu bạn ơi, qua bên này. Mở khóa cần câu xịn nhất luôn. Mua luôn cái cần câu gọi là này luôn nhỉ. Mua luôn cái cần câu ấy đi. Như đây. Thôi được rồi, sắp qua bên kia, tự nhiên sang qua bên kia. Ui, cần câu bằng cây xương rồng luôn ạ. Oh my god. Ác chiến đấy. Chúng ta sẽ gọi là bắt đầu đến hồ cao bồi núp à. Núp nhưng mà có vẻ nhìn sợ thế nhỉ. Đâu, bây giờ chúng ta sẽ câu ở đây. Úi dồi. Quả cần câu cao bồi. Câu như câu bằng cây rừng rồng. Bạn chất chơi chưa? Câu sẽ được cái gì không? Úi dồi ôi, câu một lúc đầy cá luôn bạn ơi. Tiếp tục. Như chúng ta gọi là câu được một lúc 4 con rồi mà. Thế đâm ra là mình sẽ gọi là qua cái màn này nhanh thôi. Úi dồi ôi, cá bay là cái gì? Có cả gọi sao biển bạn ơi. Sao biển là cũng hơi hiếm thôi, không ăn thua lắm. Nếu còn cái tỷ lệ 1/1000 kìa, mà không phải gọi là 0.01% thì nó mới xịn các bạn ạ. Mình cứ mở đi bạn. Tầm này chúng ta gọi là câu được nào hay không đấy. Tội gì đúng không? Bây giờ được 200.000 rồi. Chúng ta sẽ phải 300.000 bạn đây, cần 1 triệu. 1 triệu, tự nhiên mình có thể tăng tiến thêm cái sức mạnh để câu cho nhanh chúng ta. Nó có hơi lâu. Overpower kick đi. Nhấp chuột tự động à không. Cái này không còn. Có cái gì không ta? 200 lucky fit. Hết rồi bạn, không còn cái gì để nữa. Để chúng ta có thể là cái này cũng không còn cái gì các bạn ơi. Tính là không còn gì để chúng ta tăng tiến được cái sức mạnh để chúng ta câu cho nhanh được rồi. Như thế đâm ra là thôi, mình tự giác thôi. Mày tự kéo rồi bạn ơi. Các bạn đây là câu một lúc 4 con nên đâm ra nó hơi chật vật tí. Đấy cũng được 500.000 sức mạnh rồi. 500.000 cái cúp rồi. Cúp thưởng rồi. Wow. Rồi. Ui xổ 600 rồi. 600 rồi, cái này không có mua thêm ấy nhở. Không có mua thêm ấy nhở. Mình cứ đợi cá các bạn ơi. Đợi cá bắt đầu mình kéo được. Ok. Ui, sao biển nhiều tiền thế. Sao biển một phát là gấp 3 lần đấy. Ui, gấp 3 lần luôn so với cả mấy con cá bình thường ấy. Sao biển là 27%. Đấy, câu được con sao biển này. Xịn ra đây. Ui dồi đấy. Một con sao biển bằng như gần 3 lần mấy cái con cá lưu tiêu kia. Nốt lần này nhá. Nốt lần này là chúng ta đủ tiền chưa. Ôi dồi ôi, câu được cá đầu búa luôn à. 1/1000 luôn bạn ơi. Ui, cá đầu búa luôn. Úi dồi ôi. Được đấy. Tỷ lệ gọi là 0.001% đấy. Rồi ok. Rồi té 1 triệu rồi. Hoa là xịn sò các bạn ơi. Đấy, vòng quay là có gì không? Chẳng có gì các bạn ơi. Hoa là xịn sò đây. Đấy, nút qua bên này nhá. Đấy, thế giới 3 là đi gần hòn đảo hơn này. Đấy, để chúng ta mở khóa này. Nào, úi dồi bên này là vùng đất tím mộng mơ, tím thủy chung gì đây. Nào, bây giờ chúng ta sẽ ở đây dương này cần mấy 3 triệu à. Ok thôi. Để mình xem là cái cần câu gọi là VIP nhất ở đây là cái gì đây. Ui, đây này, chúng ta mở luôn cái cần câu đây này thì nó bá cháy luôn bạn ơi. Đấy, vừa lấy may là mình không mua ở bên kia. Đấy, ui, mua đợi chưa. Ui, nhưng mà tính ra cần câu này nó xịn hơn không ta? Nó xịn hơn các bạn ạ. Nó xịn hơn. Đấy. Trời đất ơi, 20 triệu luôn nè. Tôi sẽ đi câu. Đây là hồ phù thủy nấm. Bên này là hồ phù thủy rừng. Bên này là hồ gọi là phù thủy bốt. 400 triệu à. Thôi nhận 400 triệu bạn ơi. Ô mải chuối. Đùa, 400 triệu thì chúng ta chịu chết đấy. Được rồi, phải câu ở hồ trung bình trước rồi. Ở đây là cần có 31 triệu thôi. Ui, 400 triệu đi. Câu cái gì được 400 triệu sức mạnh nhờ. Đây, mình sẽ gọi là đây. Trời ơi. Ta sẽ sao nào. Cần câu vàng. Ui dồi, một phát 14 triệu luôn ạ. Xịn thật. Rồi, bây giờ là mở pet các bạn nha. Chắc là mình phải mở pet các bạn ạ. Ừ, thì mới nói tăng tiến cái sức mạnh cho mình được. Đấy, cái gì đây. Không, mấy cái gói gục này nếu tôi không có nhu cầu bạn ơi. Tôi không có nhu cầu mua mấy cái gói này. Đó, thế nào. Ok, chúng ta sẽ mở pet đây. Nhanh khẩn cho đây.
dồi ôi, con chó huyền thoại là như con chó huyền thoại đó ạ. Ui dồi ôi. Nào, bây giờ chúng ta sẽ gọi là được bao nhiêu đây? Được có 600% ạ. Ui dồi ôi, tăng thêm được có tí các bạn ơi. Không được, không được, không được. Cái này chắc là phải con pet này cũng nhỉ. Ui, pet này thấp nhất là 1900%. Thôi được rồi. Mua đi các bạn ơi. Mua đi nhỉ. Như chúng ta mua 799 Robux một đi. Đấy. Ba quả trứng các bạn ơi. Người gọi lùn này, thỏ ác này. Lại là thỏ ác bạn ơi. Ui người lùn là 2500. Ui giời ơi, ok. Phần trăm này dù cầu phát được 2 triệu mấy. Tôi quyết tâm vào phá đảo này mà. Cầu phát là được như 2 triệu 6 bạn ơi. Ui nó đẳng cấp quá. Qua cái này chúng ta có thể mở thêm được không? Ừ, thôi được rồi, không cần đâu bạn ạ. Mình nghĩ là không cần đâu. Cái này chúng ta câu nút phá đảo cửa này thôi. Ừ, mình sẽ câu gọi là lần lượt nhé. 200 rồi. Nào chúng ta đến thôi thôi mình chờ đến hồ câu ấy luôn nhé. 434 triệu là chúng ta để chiến đấu với cả hồ câu gọi là cuối cùng đây rồi. Ui, chúng ta có thể mở phát thôi bạn ơi. Đấy, yên tâm này, 300 rồi, nhanh không mà. Tính ra mình có cả quả cần câu vàng, nó khác biệt hoàn toàn luôn. Ờ, nó đẳng cấp hoàn toàn luôn. Đâu, khoảng chút, 400 rồi, 434 rồi. Được rồi, ok rồi đấy, mình nghĩ là ok rồi. À, chúng ta sẽ gọi là câu ngoài phá đảo khu vực này và kết thúc cái video này. Đấy, sao nào. Chúng ta sẽ câu được. Ui, nó hơi nặng tí nha, nó hơi nặng các bạn ơi. Hơi chậm, nhưng mà không sao. Chúng ta vẫn có cơ hội để chúng ta kéo được. Ui xoài, ui. Ui. Câu một phát một đống luôn bạn ạ. Ui sao bí ẩn kia các thứ này. À, nhưng mấy con cá kia cả triệu các bạn ơi, cả triệu cái cúp luôn. Đâu sao nào. Có nút cái này nha, có nút lần này thôi chúng ta xem là được cái gì nữa không nào. À, như tính ra tỷ lệ mấy cái kho báu là khá là hiếm nha. Oh my god. Rồi. 4 cá 7 triệu mấy tiền. Nhiều thật sự bạn ơi, câu lên 1 tỷ tiền cũng nhanh thôi. À, như rồi. Ok bạn ơi, có lẽ rằng là cái clip ngày mai đến đây là kết thúc rồi. Đấy thì ngày hôm nay là mình đã trở thành một thợ câu pro rồi, nó phá nó khoảng 5000 Robux là đẳng cấp rồi các bạn ạ. Đấy thì nếu bạn yêu thích thì đừng quên để lại cho mình một like nha, nhớ like đăng ký kênh của mình nha. Đấy, nói chung là bạn nào muốn đặt ra cho mình thử thách gì cứ comment ở phía dưới nha. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.